thì sau đây có một cái câu hỏi của một chị à, thực ra là cái này là chị đã hỏi đình đấu đẩy chị cầm rất nhiều cái vàng nhưng chị đình cũng muốn nói cụ thể đấy bởi vì là chị muốn bạn để cho con để mua nhà ở nước ngoài và cách đây hai tháng chị có nhắn tin gọi điện cho đình hỏi rằng là em ơi chị có nên bán vàng thời điểm này không đình mới hỏi lại một cái điều đấy là bạn là chị đình bạn để làm gì Vậy là bạn để tìm một cái căn nhà ở nước ngoài, một cái biệt thự cho con Và định nói nếu thì bây giờ đã tìm chưa, là chưa tìm Vậy thì định bảo là lúc nào tìm được rồi cần gấp thì bạn Còn vang thời điểm đó là khi đẩy là đấu đẩy mới là đấu là 76-77 vậy anh chị Mà hôm nay lên 82 rồi, hôm nay lên tầm 182 thì chị lại gọi đình tiếp là à, em, em ơi hôm nay chị đã bạn được chưa, định bảo là chưa nên bạn nhưng mà mua là định không khuyến khích nha, anh chị định không khuyến khích mua vàng trong thời điểm này anh chị nào thích mua thì mua đầu tư để để cái không biết thì không chịu hoàn toàn trách nhiệm cái việc đó nhưng nếu bạn thời điểm này thì có lẽ là một trong những cái sai lầm anh chị nếu bạn nó mình trước có cái kế hoạch gì để đóng việc đầu tư thì có lẽ đó là một trong những cái sai lầm có lẽ bạn trong cái thời điểm này nếu mình đang cầm vàng mà bạn lại làm một cái sai lầm tại sao định lịch chia sẻ như vậy cái thứ nhất là trong thời điểm này là một trong những cái điều mà tiền rẻ với lãi suất ngân hàng đang đâu đẩy quá thấp thì người ta sẽ rút ra khỏi hệ thống gửi tiết kiệm cái thứ lý do thứ hai đó là thời điểm này là thời điểm uh, việc là kết thúc một kỳ hiệp đồng một cái thời thời điểm là gửi tiền lại cáo là một năm hai năm bây giờ hết cái thời điểm đó rồi thì người ta rút ven nếu muốn gửi lại thì cái lãi suất cực kỳ thấp như vậy việc gửi lại hoặc việc đi gửi là hầu như không xảy ra việc gửi lại hoặc việc đi gửi mới hầu như không xảy ra nếu có thì chúng cùng chỉ là để gửi gọi là gửi tạm thời nào đấy để tìm cơ hội đầu tư tốt hơn và người ta sẽ chuyển tiền vào cái cánh đầu tư đó như vậy cái việc thứ hai trong cái việc để tiền chảy vào cánh ngân hàng là không có nên cái việc cánh vàng và cánh bất động sản cánh chứng khoản cánh bitcoin vẫn là một trong những cái kênh đáng được ưa chuồng trong thời gian gần đây hầu như trước đây anh chị để ý rằng vàng và bitcoin nó luôn luôn là cái lên đóng đầu tư lên thì có lại còn lại, lại xuống nhưng bây giờ cả hai kênh đều lên tại sao vậy tại vì cái tiền nó bây giờ đang rất là nhiều mà chưa có cái kênh nào đầu tư tốt cả kể cả hiện nay mặc dù bất động sản cao nhưng nhiều người họ vẫn mua mặc dù bất động sản đáng nằm có nhiều khu vực ngoài về giá trị thực người ta vẫn mua như hôm nay bản thân đình cũng vậy là đi đưa anh đi một người anh đi là cái, đình thấy cái tài sản này nó ba bộ năm nữa nó chỉ tăng đấu đẩy được 50 phần trăm thôi như anh bảo là uh, anh vẫn mua bởi vì cái tiền cho chẳng biết làm cái cánh nào tốt hơn cả nên là cái bỏ tiền vào bất động sản uh, cho nó ấm nhưng mà anh vẫn thích bởi vì người ta có tuổi là người ta thích không thích đầu tư rủi ro người ta thích đầu tư lời ít nhưng có dòng tiền tạm ổn là người ta sẽ đầu tư đó cũng là một cái cách cách để đóng đồ đó đầu tư để làm sao bảo đảm được cái việc tài sản của mình trong thời điểm tiền rẻ này và quay lại câu chuyện tại sao là không nên tại sao là không nên mua bản vàng trong thời điểm này thì đó là cái lý do tiền rẻ cái thứ hai là nhiều cánh đầu tư chưa thực sự hấp dẫn hơn ngoài việc vang, vì vang nó vẫn mang tính thanh khoản cái thứ hai là với thời điểm hiện nay khi cần trong cái việc rủi ro về cái việc là chính trị chỉ ở một số nước khi mà nó bất ổn thì người ta vẫn luôn luôn sợ hài và người ta vẫn thủ vang để có một trong những cái khí cần thì thanh khoản ngay cái thứ ba nữa là hiện nay vàng vẫn chưa phải là giá quá cao nhưng nếu mua thì bạn giữ cái chênh lệch giữa người bạn người mua nó quá lớn nhưng nếu chúng ta đã cầm vang, chúng ta đi bạn thì có vẻ như là không hợp lý nếu cầm nếu bản thân đình thì đình chưa ra đình chia sẻ lại với chị là chị cứ chờ đâu đẩy khoảng tâm tạm lắm đến chị mới thì chị bạn còn cái giá hiện tại tạm một tạm hai thì chưa nên bạn bởi vì mình bạn đâu được tạm một tạm hai đâu đấy là mình múa vào còn mình bạn là chưa được giả đỏ thì chờ lên một tỷ nữa vậy chị bảo lại ở thế chờ à, nhưng mà đình nhặt nhặt nhắc, nhắc, nhắc răng là đình không chịu trách nhiệm với cái việc đẩy tư khí là phải trả phí tư vấn cho đình và đình sẽ đảm bảo vào trong cái việc là thời điểm nào nên rút ra khỏi thị trường và nếu trong thời hạn đầu tư ngắn hạn thì tuyệt đối không nên tham gia vào thị trường vàng nếu như muốn là đầu tư để lượt cọc lượt co bởi vì cái sự rủi ro trong cái việc mình mua vào nó ăn tranh lệch giữa cái việc người giả bán và giả mua nó quá lớn và khi tranh lệch như vậy thì mình không còn cái lời nhuận nữa nếu còn lời nhuận thì nó cũng không được bao nhiêu cả nên cái việc khuyến khích trong cái việc đầu tư như vậy là đình cũng không khuyến khích và cái việc đó thì việc phải là giới hạn trong một trong những cái điều đó là năm à, một năm hoặc sáu tháng thì ok còn trong ngắn hạn thì tuyệt đối không nên đó là một cái à, kế lại cái câu chuyện của bạn là có tiền bỏ ngân hàng lại thì có nên mua vàng không quay lại nếu như mà bỏ tiền gửi ngân hàng thời điểm này thì mua vàng có vẻ là một cái lựa chọn tốt hơn so với gửi là suất ngân hàng hiện nay bởi vì là suất ngân hàng hiện nay nếu như định nhớ không nhầm thì đấu đại phải bốn phẩy năm đến năm chậm và nếu bốn phẩy năm bốn đến bốn năm thì tên thực tế là ngang ngửa với cái việc lạm phát vì cái lạm phát thực đối lúc nó còn lợn hơn cái việc như vậy nếu như vậy thì mình gửi tiền ngân hàng là mình đã bị lộ mình lồ luôn đấy anh chị nhé thời điểm này gửi tiền ngân hàng là bị lồ như vậy nhiều anh chị người ta đã rút tiền ra khỏi ngân hàng để người ta đầu tư bất động sản hoặc đầu tư vàng nhưng nếu mình ít tiền thì có thể mình nên mua vàng thì có vẻ là hơn em gửi ngắn hạn nên chỉ 1,7 phần trăm đúng rồi nếu bạn gửi đấy là đình đăng tính 12 tháng con nếu bạn gửi ngắn hạn thì 1,7 phần trăm tức là 1 tỷ bàn nhân chỉ được 1 triệu 7. mà làm phát hiện nay là 3,5 đến 4 à, phẩy như vậy thì nếu bạn gửi một tỷ một tháng thì bạn không làm gì bạn cũng lồ đấu đẩy hơn 2 triệu và nếu bạn gửi 10 tỷ không làm gì bạn cũng lồ đấu đẩy hơn 20 triệu đó là một trong những cái mà bài học mà mất tiền trong cái việc là gửi tiền mà nghĩ rằng là ngày xưa là gửi tiền gọi là được nhưng mất tiền thì lại là trong cái thời điểm như thế này mà gửi thì lại là mất rất là nhiều nhưng mà mất rất là nhiều luôn bởi vì 1,7 phần trăm thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả kể cả bạn có nhắm mắt bạn mua đất thì bạn vẫn thắng và bạn mua vàng bạn bạn ngay mua đi bạn lại thì bạn mất tiền thôi còn nếu bạn để thời gian thì chắc chắn một điều vàng này tiếp tục còn lên tiếp nhưng ở một mức đầu nào đấy thôi căn bản bạn vào thì bạn phải biển điểm ra ở cái lúc nào mới là cái điều quan trọng còn thời điểm này thì bạn cân nhắc nếu mua vẫn tốt à, có bạn bàn bảo là mua vàng lúc này có được không anh À, cái thứ nhất là nếu bạn nói đình nói được thì bạn mua xong và một hai tháng sau bạn không thích bạn bạn vậy là bạn mất tiền đi bạn bảo là tài anh đình anh bảo là được và nếu đình nói không được thì lại bạn lại không mua thì bạn mất cơ hội đầu tư nhưng nếu theo quan niệm cá nhân của đình là bạn phải hỏi từ cái việc của bạn là bạn muốn đầu tư vàng thì bạn muốn trong cái đầu tư đấy bạn sẽ nhận được cái giá trị gì trong cái việc vàng một là bài học hai là bạn định chờ bao nhiêu lâu bởi vì trong một tháng chưa chắc bạn đã, được lời nhưng nếu tháng thứ hai thì bạn lại lời chẳng hạn hoặc đến bạ tháng thứ ba nhưng trong dài hạn bạn đầu tư dài hạn thì vẫn là một cánh lựa chọn tốt nếu bạn trong đầu tư dài hạn thì đó lại là một cái cánh đầu tư tốt như gì hoàng đấu đẩy một nắm đô lai vẫn là cánh đầu tư tốt nếu bạn lựa chọn vàng mặc dù thời điểm này đã phá kỷ lục với đỉnh nhưng đó vẫn là một trong những cái cánh mà nhiều người đang tìm cái cách trụ ẩn bởi vì tiền quá thưa trong cái việc uh, nhiều người đang cầm tiền mặt rất là nhiều 10 tỷ 20 tỷ và nhiều nhiều hơn nữa rất là nhiều hôm nay đình mới biết là ở nhiều khu vực người ta đậu giả người ta dành nhau một lô đất người ta đậu giả đâu đẩy một lô đất lệch đến ba bốn trăm triệu thậm chí một tỷ đồng ở tại khu vực quế đình anh chị, gần quế đình nó đã lệch nó đã lão vào như vậy với những khu vực phát triển vẫn lệch nhau trong việc đấu giá khởi điểm đến giá kết thúc để mua được vẫn hơn 100 triệu à hơn 1 tỷ cho một lô à, em không biết là có nên à, hà không để rút mua chữ giờ cao à, thật sự ạ à? nếu như bàn mà mua thì có một bàn là hồ thì minh khiêm nên mua vàng miệng hay mua vàng đình thì đình sẽ mua vàng nhần đâu nóng là đình có đi mua vị vàng, vàng là đình mua vàng nhận nhưng đình không mua vàng miệng vì lý do tại sao thì đình là đình không thích vì là nó lệch nhau so với cái việc cung là một chất giống nhau nhưng mà nó lệch nhau quá nhiều thì bản thân đình thì đình không lựa chọn cái vàng miệng mà đình lựa chọn vàng vàng chín chín ấy đình lựa chọn vàng không có thương hiệu mà nó không bị độc quyền nói tóm lại là như vậy đình không muốn nhắc ra nhưng đình không lựa chọn mà cái vàng có độc quyền để lệch mua lệch giá nhiều là đình không mua mua để uh, được không anh mua để thì được để bạn có tiền thì bạn cứ mua vàng để vô tư ít nhiều chứ bạn phải có một ít vàng ít nhiều với bạn cũng phải để uh, một ít chứ nhỉ bản thân đình vừa đâu nắm thì cũng có luyện cho con một cái bài học là mình lấy cái tiền đúng anh gì lấy cái tiền ra trong cái việc là được mừng tuổi lại có nhiều bố mẹ chúng ta là sẽ để cái tiền để vào hồ tiết kiệm sau đấy đập con lớn sau đấy chó um, cho con mua cái gì đấy rồi là làm khuyến học rồi làm từ thiền cái đấy nó không có gì là sai cả nhưng bản thân đình là đình uh, tiền mừng tuổi là đình sẽ đưa cho con một ít để đó sau mình đưa làm cho những cái việc con tiêu hoặc một việc con tính toán ra cái việc là để tặng để cho để uh, những ai những phần còn lại đó là vạc đi tập đầu tư năm trước thì định cho đầu tư về cây năm vừa rồi thì định cho đầu tư về vàng một tỷ cũng được anh chị nhưng con nó sẽ có bài học trong cái việc đầu tư nó sẽ cảm xúc nó tính toán về tiền và sau này nó sẽ có bài học trong cái việc là tài sao sinh ra cần phải đầu tư tài sao cần phải kiếm tiền à, không phải là bằng ngoài cách nhưng cũng phải biết là cái việc tiền nó luân chuyển như thế nào trong cái xã hội tiền nó làm như thế nào để được một trong những cái mà uh, thay đổi những cái hoàn toàn đóng cái việc là cuộc sống cũng nhờ cái cách kiếm tiền vận dụng tiền và làm sao để nhấn tiền bảo vệ tiền đó là một cái cách còn nếu như bỏ trong tiết kiệm uh, còn lớn thì nó chả giải quyết được vấn đề trong bài học cả mà đó chỉ gọi là tiết kiệm mà đã tiết thì lại kiềm nữa thì trước đấy thì có vẻ là hợp lý nhưng bây giờ thì đình thấy cái việc đầu tư cái việc nhảy bén cái việc tính toán cái việc để anh em mình ngồi đấy là một trong những cái việc học hỏi để làm sao nhấn tiền bảo vệ tiền và tăng tiền ở nhiều thời điểm kể cả lúc thị trường khó khăn nhất đó mới là cái điều tuyệt vời nhất à, mua đến cuối năm có thẳng không anh cái thứ nhất là đình không khẳng định thẳng hay không nhưng mà đình khẳng định là vàng sẽ tiếp tục tăng con thẳng hay không là do bạn lúc đấy bạn có vái tiền lại không và bạn lại muốn mua vào cái loại vàng gì còn nếu muốn tư vấn hơn nữa thì thực ra là đình không giảm nói à, ở những cái như thế này nhưng mà định khẳng định là nó sẽ tiếp tục tăng còn tăng bao nhiêu nữa thì ít nhiều nó phải lên khoảng đấu đẩy khoảng à, trên tám lắm nó còn phải phá đỉnh kỷ lục tiếp hôm nay anh chị đã để cái bitcoin coi cho anh chị nó phá kỷ lục mọi thời đại luôn bởi vì nó còn tiếp tục tăng yên tâm và sau à, vàng thì cái câu hỏi anh chị nếu mà hỏi khôn ngoan là cái này này đỉnh là đỉnh lại luôn đỉnh không bạn đủ đỉnh không đầu tư đủ chén đâu và đỉnh đầu tư bữa đầu nắm rồi đỉnh không đầu tư thời điểm này nhưng nếu đầu tư thời điểm này vẫn còn đầu tư được nhưng mà chỉ cần anh em chúng ta hỏi câu hỏi này thì anh em chúng ta đã thẳng hoàn toàn với tiền đến sáu vàng thì cánh gì sẽ là tăng? đó có lẽ là một trong những cái mà anh em chúng ta cần phải suy nghĩ đến là sáu vàng thì đến chứng khoản hay bất động sản hay cánh gì tăng thì đó mới là cách chúng ta cần ngồi để chúng ta tìm Uh, ngôi đó mà đoạn mò biết trước đây ai trả khổ đúng rồi thế đình có đoạn đâu đình chỉ nói là đình khẳng định luôn là nó tăng con tăng ít nhất là trên 85 con đình không đoạn đình đang ở đấy mà đoạn làm gì khẳng định luôn giống như bữa tết đình đã nói là đi mua vàng đi và khoảng tầm mùa hai năm trước đình nói là bạn bạn bất động sản đi là nhiều người họ chửi và chửi đình nên không sao cả đấy là góc nhìn anh chị ạ mà cái việc đẩy nó rất là trải vì đình trước đang thể mà đình đã từng có những cái thời điểm chẳng biết đầu tư cái gì cả và sau những cái bài học mình học mấy năm trời thì sau này mình mới biết được việc kiến thức việc dự đoán của người khác là một trong những cái điều quan trọng nhất quan trọng là mình áp dụng cái đấy như thế nào còn nếu mình áp dụng sai là mình mất tiền chắc và nếu mình không nghe họ thì mình lại bỏ mất cơ hội quan trọng là mình vận dùng cái cái đó vào cái bản thân của mình nó như thế nào để mình nhấn được tiền cùng một thời điểm học nếu chúng ta nhìn thấy được cái việc đó nó áp dụng được cho bản thân mình để mình thay đổi được cái tài chính của mình thì đó là cái sự học khôn ngoan nhất còn nếu là đỉnh ngay sửa đỉnh là thương phản xét mình nói thằng này nói sai rồi ông này lại nói không chuẩn nên mày nói phẹt vậy là khoảng một tuần sáu thấy nó không tăng thật thế này đấy ta đã nói rồi mà đúng chính xác là là không tăng nhưng mà sau một năm thôi nên biết là nó tăng thật thì đấy là căn bản đang tăng thời điểm nào đó là một cái anh chị chủ của ông ta là đình không khuyến khích ai mua ai để đâu nha việc này định hoàn toàn không khuyến khích giờ mua vào có được không vì chỉ thấy cáo quá rồi hãy để chờ nữa hà cái thứ nhất là nếu như chị tia cầm tiền mà chị không làm gì thì chị cứ mua còn nếu chị vay ngân hàng thì chị đừng có giải chị mua còn nếu cầm tiền mà không làm gì thì mua còn nếu mà vay thì đừng nhắc lại là đừng có làm giải mà, mà mua